tê dễ tăng ca tăng sư vi đi tăng định năng mười nhập bà lăng mai gia dễ ca ta thành là cha năn tỳ đệ qua gần to nì dễ đại dâm sát bê lỡ cầm thì dễ sát ta chỉ hoàn ta ha ra hai tu ca ma muốn năng phô cha năng sập bê lập hoàn tu ma ma chê tha sa tị phước căn con đã tạo thành do thân khẩu yêu hành diệu nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bần trời vô tượng được mà hưởng an phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng năm mươi bích hai giá chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Khi Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình để bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư Tôn Đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Hai Giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng và con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh số 339. Dạ ngài cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến ngài. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ quý vị có thấy tín hiệu của ngài không quý vị? Quanh Phan, Quang Thanh, dạ rồi thấy rồi. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ, chào của tôn nữ phúc hạnh, xin chào chư Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 339. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo tất tần át giá sa quan đa mi bút thô ma hê si ya ra hằng ta tha ga tô lô cú ta mô sa pa ga lô hít chê ta cô lô ca sa sa thai cha na đâm ma phù quý đồ quần đà ma hành tầng ra ra phù cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu này bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tối thượng giáo chủ chí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ gia ta sa sát thu nô lô ca nó mạnh tha sa vi nà ca rô cô sắc và nhu bố sắc bất đi phù tí sanh nhá tô hoàn đà má hành tầng đá ra phù. Trên này giác tầng pháp bảo với như ánh vàng như la sôi sáng rạc màng vô minh phá tan lâm đặc dụng sinh đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sâm cô số thô số cái tá sát sa quốc cô xích thà số cà mô quá rá thầm bá xích khá cô liền đà bá sẵn xà lý á nà đá rù quá rù hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần
Tăng Bảo Thiên Vong Phật Đà, Tâm Mộc Môn Rõ, Đêm Mà Thoát Thân, các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa tiểu pháp, phàm nhân ai bì, con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình hát tế giới tề chê, nó sẽ khá mê ê, thanh năng xà bí à lúc bà quê, nó sẽ hát xà dê, nó sẽ trả thu, cầu xin tâm bảo y linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học đạt thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá Phần Tán Dương. Con Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn 339. Hôm nay thay đổi chùa có tăng sự lúc 5 giờ ha. Thế nên trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng tôi cố gắng để trình bày cái ý nghĩa từ vựng, rồi cái phần sau thì quý vị tiếp tục ha. Yasachatin satisota, câu đầu tiên. Yasachatin satisota, yasachatin satisota, câu đầu tiên có ba từ. Yasa là một, chatin sati là hai, sota là ba. Bây giờ ý nghĩa của chữ yasa. Yasa do cái đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ nam tính. Chữ giá này được chia theo sở hữu cách số ít, tức là chati quy phát tí e ca quá trần á. Cho nên chữ giá biến thành giá xa. Giá xa là của người nào, của người nào. Rồi từ thứ hai, chát tinh sa tí, chát tinh sa tí. Chữ chá ở phía trước nó có nghĩa là số 6, còn tinh sát tí, tinh sát tí cũng là số, nhưng mà số đó là số 30. Quý vị thấy tinh sát tí là 30, mà ta quá tinh sát, ta quá tinh sát tức là 13 ha. Có một cõi trời đau lợi hay là cõi trời 13, thì do chữ tinh sát tí là 30 ha. Này là chá ở phía trước nữa là 36. Chá tinh sát tí là 36. Số 6, tiên sơ tê, số 30, 36, đúng rồi. Rồi, tiếp theo, chữ cuối cùng là sô ta. Sô ta, do cái từ sô ta. Sô ta, nó là một danh từ nam tính, á, cơ lăn ta phung linh gá. Và chữ sô ta này được chia theo chủ cách số nhiều, tức là đu tỷ á, bá thầm bá, bảo hữu quá trình á. Cho nên sô ta biến thành sô ta. Sô ta có nghĩa là dòng chảy, dòng chảy. Mà dòng chảy ở đây tức là ám chỉ về ái dục ha. Rồi câu số 2. Câu số 2, mana basa wana kusa, mana basa wana kusa. Câu số 2 có hai từ, đoán âm hơi nhiều ha.
Mana basawana, cái từ đầu. Mana basawana, ở đây nó có hai từ nó ráp lại với nhau, tức là mana ba rồi với sawana. Mana ba ở đây nó là một danh từ có nghĩa là thích ý, khả ái. Thích ý, khả ái. Và sawana, sawana nó là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakalinga. Sawana ở đây nó được chia theo chủ cách số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti. Cho nên sawana biến thành sawana. Sawana là trôi theo hay là trôi chảy. Trôi theo hay là trôi chảy. À, hai từ này đi chung với nhau. Mana pasawana tức là trôi theo điều thích ý hay là cuốn trôi theo khả ái. Trôi theo điều thích ý hay là cuốn trôi theo khả ái. Rồi cái từ thứ hai, phu sa. Phu sa giống từ phu sa. Và cái từ phu sa này được chia theo chủ các số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti. Cho nên phu sa biến thành phu sa. Phu sa là mạnh mẽ. Phu sa là mạnh mẽ. Vậy thì câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Yasachatin satisota mana basawana phuksa. Tức là đối với người nào mà 36 dòng chảy trôi theo điều thích ý là mạnh mẽ. À, ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Yasajatin satisota mana basawana phuksa. Đối với người nào mà 36 dòng chảy trôi theo điều thích ý là mạnh mẽ. Rồi bây giờ câu 3, câu 4 ha. Câu 3, câu 4. Waha wahanti duk dit thin. Waha wahanti duk dit thin. Câu số 3 có 3 từ ha. Chữ waha do cái từ waha. Do từ waha. Nó là một danh từ nam tính Akaranta Pumlinga. Nhưng mà chữ hoa há này á, được chia theo chủ các số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti. Cho nên hoa há biến thành hoa hà. Hoa hà là những dòng lưu chuyển. Những dòng lưu tuyệt chuyển. Rồi chữ quá đành qua hành tí, đây là một động từ số nhiều. Qua hành tí tức là cuốn trôi. Qua hành tí là cuốn trôi. Đục địch hình, đục địch hình. Ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đú ở phía trước có nghĩa là xấu ác. Và đích thinh do cái từ đích thi. Đích thi nó là một danh từ nữ tính. Ý cần tới thì linh gã. Đích thi có nghĩa là tri kiến,
có nghĩa là cái nhìn, cái nhìn hay là tri kiến ha. Vậy thì có tiếp đồng ngữ của chết là xấu ác à, thì như vậy chữ đích thí này nó được chia theo đối cách số ít ha. Đu tì gia quỳ phát tí e có quá trình á, cho nên đích thí biến thành đích hình. Đúc đích hình có nghĩa là kẻ có quan điểm sai quấy, người có cái nhìn sai quấy hay là tri kiến sai lầm. Chúng ta qua câu số 4. Câu số 4 Sankappa Raganissita, Sankappa Raganissita à, chữ Sankappa, do cái từ Sankappa nó là một danh từ giác nam tính Akaranta Pumlinga. Và Sankappa này được chia theo chủ cách số nhiều và Thamma Bahuvacana Vipatti. Cho nên Sankappa biến thành Sankappa. Sankappa là những suy tầm, các luồng tư duy, những suy tầm, các luồng tư duy. Sankappa, căn cấp ba có chữ Samma phía trước nữa, tức là chánh tư duy ha. Rồi từ thứ hai à, những từ mình có vòng tư duy như vậy nghe, chán tư duy là cái gì? À, khi nào có chữ Samma kia mới là chánh, còn chữ Sankappa thì người ta nghĩ đó là tư duy hay là suy tầm ha. Rồi Raganissita, Raganissita ở đây do hai từ ha. Raga là một, Nissita là hai. Raga nó là một danh từ nam tính Akaranta Pumlinga. Raga có nghĩa là tham ái. Nissita do từ Nissita, đây là một cái quá khứ phân từ ha. À, do cái động từ seti à, thì Nissita tiếp đầu ngữ của nó là ni. Ni có nghĩa là xuống, lìa khỏi. Vậy thì Nissita có nghĩa là đã dính mắc. Nhưng mà từ Nissita này được chia theo chủ cách số nhiều Bathama Bahuvacana Vipatti. Cho nên Nissita biến thành Nissita à, Raga Nissita là lệ thuộc vào tham ái. Lệ thuộc vào tham ái. Rồi, như vậy thì câu 3, câu 4 cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Qua hà, qua hành, thì đúc đích tình sân cấp ba ra Ganesita. Những lệ thuộc vào tham ái là những dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sái quấy. À, câu số 3, câu số 4. Những suy tư lệ thuộc vào tham ái là những dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sai quấy.
những suy tư lệ thuộc vào tham ái ha, là những dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sai lầm, là những dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sai quấy. Rồi, sa thu. Như vậy thì câu Phật ngôn 339 cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Đối với người nào mà 36 dòng chảy theo cái điều thích ý là mạnh mẽ, thì những suy tầm lệ thuộc vào tham ái là những cái dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sai quay. Ý nghĩa câu Phật ngôn 339. Đối với người nào mà 36 dòng chảy trôi theo điều thích ý là mạnh mẽ, thì những suy tầm lệ thuộc vào tham ái là những cái dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sai quấy. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: 36 ái hướng dòng, bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham, si mê tà kiến thế gian, theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi. Ở đây 36 ái tức là 12 ái dục liên quan đến sáu thân sáu trần. Rồi ở trong ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên 36 ái là ám chỉ là 12 ái dục mà nó liên quan đến sáu căn sáu trần ha. Nó ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì rõ ràng hơn: 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài cho biết rằng ở đây cái ái này tức là có ba loại: dục lạc nè, chấp hữu nè, chấp phi hữu, tức là cõi dục nè, cõi sắc nè, và cõi vô sắc. Trong ba cái cõi đó, nó kết hợp với sáu căn và sáu trần thì nó trở thành 36 dòng ái. Rồi bây giờ cái vấn đề mà ý nghĩa từ vựng chúng tôi đã giải quyết xong ha, và cũng chuẩn bị tới 5 giờ chúng tôi phải lên tăng sự. Bây giờ giao lại cho quý vị sinh hoạt ha. Ý nghĩa từ vựng đã xong thì bây giờ quý vị cứ lên sinh hoạt tự nhiên. Và cái căn bản thì quý vị đã có rồi, bây giờ lên đọc rồi phân tích trường âm đoạn âm, rồi qua câu kinh tiếng kệ là quý vị hoàn thành ha. Rồi bây giờ nhường lại cho đạo tràng ha. Chúng tôi xin phép cũng tới giờ làm lễ rồi. Quý vị hoan hỷ ha. Rồi bye. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã tranh thủ cho chúng con không có bị mất bài học ngày hôm nay. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Bây giờ, Lục Quỳnh thấy có Quỳnh Giang Nhất Hạ. Quỳnh Giang Nhất Hạ là ngày trước máy nè, Quỳnh lên tiên phong trả bài phân tích đi, nam chi khí đi. Rồi tiếp tục kính mời quý vị có thể đưa bàn tay sắp hàng để
cùng nhau lên trả bài và cùng nhau phân tích. Rồi vị nào thính tai á, mời cô Kim hả? Dạ. Vị nào thính tai á thì chấm 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 bài nha. Nhật Quỳnh thì tai Nhật Quỳnh dở lắm nên là Nhật Quỳnh không có chấm bài học đâu nha. Nhật Quỳnh nói trước và một chút xíu nữa Nhật Quỳnh, nếu mà đạo tràng thấy Nhật Quỳnh mà lặng coi như là Nhật Quỳnh phải có công việc một chút xíu. Dạ, dạ, tại Nhật Quỳnh cũng có một cuộc điện thoại hẹn 5 giờ nên là nếu mà lúc đó mà không thấy Hà lặng, đừng lặng ha. Nghe ra mà Nhật Quỳnh lặng chút ha, không có lặng lâu. Đây gì ngày ngày đã bay rồi thì Nhật Quỳnh phải có bổn phận, nhà bổn phận giữ trùm đến hết giờ chứ không thể lặng được đâu. Nhà nhưng mà tại 5 giờ Nhật Quỳnh có cuộc hẹn điện thoại nên là sợ lúc đó Nhật Quỳnh dám mất tiêu rồi quý vị kêu không có. Dạ đúng rồi, ai cũng bận rộn hết, đúng ra ai cũng bận rộn hết, nhưng mà ai cũng vì giáo pháp vì niềm tin mà vào đây học hết chứ không ai rảnh hết á, không ai ở không hết á, ai cũng bận biểu dữ lắm. Mà mình chào Tính Amen. Thôi bây giờ trước mắt cho Nhật Quỳnh chào đầu tràng cái đi nha, rồi tùy theo. Dạ, Quỳnh Giang Nhất Hà hoặc Xích Kim ai muốn lên cầm mic trước á thì tùy. Dạ, nhưng mà cho Nhật Quỳnh chào cái chứ Nhật Quỳnh không có thời gian chào quý vị, Nhật Quỳnh ái nái lắm. Dạ. Dạ, mến chào Sister Man, kính chào Nắng Chiều, mến chào Hồng Mai, mến chào Xích Chiếc Lá Mùa Xuân, mến chào Xích Hà, mến chào Vinh Phan, mến chào Trăng Thư, mến chào Giang Nhất Hà, mến chào Quang Thanh, kính chào Karuna, mến chào Thi Lâm, mến chào Thiện Vũ. Một lần nữa, Nhật Quỳnh kính đại cô Thu, Đu Nữ Phúc Hạnh, mến chào Kim Nhung, mến chào Xích Niệm Từ. Kính chào Xích Kim. Dạ rồi, bây giờ Xích Kim đưa bàn tay trước. Dạ mời Xích Kim. Bữa nay chúng ta tự đọc tự diễn. Dù không có ông nào coi chừng hết, không có ai càm ràm cằn nhằn cười người hết. Trời vui quá trời luôn á. Cái này theo người Bắc nói, vắng chủ nhà gà vọc niêu tô. Trời sao có ai nghe tôi nói gì cũng trời. Yeah. Bây giờ làm gì trời, văn tích đọc đó, tự đọc tự diễn nha. Sao vậy? Sao vậy? Cái này sư đi rồi, sư làm tích tự xong không đi mất tiêu rồi. Sao vậy? The man for my, sao vậy? Sao vậy là gì? Sao trên trời bây giờ trời nó sáng mà đâu có tối gì đâu, đâu có trăng sao gì đâu. Sư nói sư bay rồi, sư thăng rồi, không có đi giữa ổng ổng bài rồi. Em nói vào làm gì? Cô thoải mái sư. Chứ, sư nghe lại đâu có gì đâu, mình nói nạn gì đâu, mình nói vậy thôi. Đọc đi cô, con nghe nè. Cho cười chút cái đã. Mấy đài trời nóng tới gì. À, đọc thì dễ rồi, phân tích thì dễ rồi, từ từ. Rồi bữa nay từ đây tới 4 giờ rưỡi đó. Dĩ nhiên sư bận trong việc đó, ai cũng biết hết. Cô Nhật Quỳnh khỏi cần phải đưa cái gì đó, cái câu lên. Ủa, cô nói cô đi sao còn phốt bài lên chi nữa? Đi đi, ở đây có người lo rồi. Đây là bữa nay đó hả? Ổng đi mất tiêu rồi, ổng đâu có càm ràm vô càm ràm đâu, mất công chuyện bận rộn dữ rồi, bận rộn dữ lắm rồi, không có quẩn mà vô càm ràm tôi nữa đâu. Bây giờ để tôi không, cô không đọc, những người khác đọc, cô quan hỷ. Ồ, đỡ, không sao. Bây giờ đã bắt máy rồi thì đọc nha. Chỉ đọc chứ khi đọc là phải nói này nói kia một chút hả. Còn nhiều thì giờ mà. Bây giờ đọc xong rồi thì đâu có gì, sư cũng đâu nói tích sự đâu. Ok. Bây giờ đọc nha. À, kinh Pháp Cú mà không có sư nở đâu. Thôi chào cô, các cô tư nữ và quý vị Phật tử ha, một ngày được vui vẻ. À, tự đọc rồi tự tự kiểm luôn nha. Ok, giờ bắt đầu đọc nha. Kinh Pháp Cú câu 339. Ha, cô Kim Nhung chào ha. Cảm ơn cô Kim Nhung chào. Tôi in ra hai cuốn sách đó rồi, tôi đang đọc á. Cuốn sách nó cũng tốt lắm, tại vì tôi đọc để tôi biết cái tiếng Việt Nam á, nó dịch mấy cái tiếng gọi là cái gì đó, trong khi tại tôi học
bên của sư Sri Lanka đó thì chỉ học bằng tiếng Anh thôi, nhưng mà cái cách giảng đó, dạy thì hơi khác một chút. Để nói sau nha. Bây giờ cũng mất bằng lắm. Cảm ơn cô nha. Bây giờ đọc nha, đọc đọc rồi phân tích, rồi đọc kinh, đọc kệ luôn ha. Rồi câu pháp cú câu 339. Giác sa chắc tình sa tí sô ta ma na phát sa wa na phú sa hòa hà quá hằng tí đúc đích thình sằng khắp hà ra gánh đích xí ta. Giác sa chắc tình sa tí sô ta ma na phát quá na phú sa. Để đọc câu này chậm chút nữa. Ma na phát sa wa na phú sa. Giác là trường âm nhắn, xá là đoạn âm. Chắc là trường âm nhắn, tinh là trường âm nhắn, xá tí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường. Câu số 2. Má nà sao khô họng như vậy trời. Má nà phát sa wa nà phú sa. Má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phá xá quá là ba đoạn âm, na trường âm thông thường, phú phú đoạn âm, xa trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Giác sa chắc kinh sa tí sô ta ma na pa sa wa na phu sa. Câu 3 và câu 4. Hòa hà quá hằng tí đúc đích thình sằng kháp pa ra gánh nít xí ta. Hòa hà là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, hăng là trường âm nhắn, tí là đoạn âm. Đúc thích đúc đúc đích là hai trường âm nhắn. Thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sằng kháp là hai trường âm nhắn. Pa ra là hai trường âm thông thường. Gá là đoạn âm, nít là trường âm nhắn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Đọc lại. Ủa, đọc lại bốn câu. Kính chào Pháp Thịnh Pháp. Ok, đọc lại bốn câu. Đọc lại nguyên bài Kinh Pháp Cú 339 ha. Giác sa chắc kinh sa tí sô ta ma na phát sa wa na phú sa hòa hà quá hằng tí đúc đích thình sằng khắp pa ra gánh nít xí ta. Xong rồi, bây giờ đọc kệ đúng không? Đúng, đọc kệ. Giác sa chắc tinh sa tí sô ta ma na phát sa wa na phú sa hòa hà hòa hằng tí đúc thiết tinh sằng kha pa ra ga na si ta. Giác sa chắc tinh sa tí sô ta ma na phát sa wa na phú sa hòa hà hòa hằng tí đúc thiết tinh sằng kha Paraganasita. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xong rồi, bây giờ làm việc khác. Cảm ơn quý vị ha. Rồi bây giờ trả máy mời quý vị khác lên ha. Ôi, Quanh Phan nè, Hồng Thị Kim Nhung ha. Tinh chắc tinh sát tí. No, chắc tinh sát tí là trường âm nhắn. Không phải trường trường âm nhắn. Tại vì nó M với S á. Để coi coi, trường âm, để coi đọc ha. Để coi coi, hay sa tinh. Sát tinh. Câu số 1 hả? Đúng rồi. Nó có một rồi. Đúng rồi. Chắc tinh. Ok. Giác xá chắc tinh sát tí sô ta. Chữ giác là trường âm nhắn, xá là đoạn âm, chắc là trường âm nhắn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tại vì nó có một ruồi á. Xá tí là hai đoạn âm, sô ta. Cảm ơn Hồng Thị Kim Nhung nha. Rồi, mời quý vị tiếp theo nha. Rồi, bye. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ con xin trả bài, mà có sai gì thì xin đạo tràng sửa giùm.
Yassa-chat-tin-sa-ti-so-ta Mana-ba-sa-wan-na-fu-sa. Wa-ha-wa-han-ti-duk-dit-tin-san-kap-ba-ra-ga-nis-si-ta-si-ta. Đọc lại. Yassa-chat-tin-sa-ti-so-ta Mana ba sa wa na phu sa. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, chat là trường âm nhấn, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa tí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, so ta là hai trường âm thông thường. Yasat chat tin sa tí so ta Mana ba sa wa na phu sa. Má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, bá, xá, quá là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, xa là trường âm thông thường. Yassa chát tình sa tí sô tà, má nà bá xá quá nà phú xà, hòa hà quá hành tí đúc đích tình sàn cáp. Bà ra, xin lỗi, sàn cáp bà ra gá nít xí tà. Qua ha là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, hen là trường âm, hen là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc đít là hai trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hòa hà hòa hành tí đúc đích tình san cáp bà ra gá nít si tà. San là trường âm nhấn, san cáp là hai trường âm nhấn, ba là trường âm, ba ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Hòa hà hòa hành tí đúc đích tình sàn cáp bà ra gá nít si tà. Sẽ đọc 4 câu. Yassa chát tình sa tí sô tà Mana ba sa wa na phu sa Hòa hà hòa hành tí đúc đích tình sàn cáp bà ra gá nít si tà. Xin kể. Yassa chát tình sa tí sô tà Mana ba sa wa na phu sa Wa ha wan han tí đúc đích tình sa cáp ba ra ga ni si tà. Dạ, con xin chào. Dạ, tiếng Việt thôi cô. Có thấy không? 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đối với người nào mà 36 dòng chảy trôi theo điều thích ý là mạnh mẽ, những suy tầm thuộc vào tham ái là dòng lưu chuyển trôi, cuốn trôi, kẻ có quan điểm sai quấy. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con xin trao mic cho vị kế tiếp. Alo, dạ xin hỏi đạo tràng có nghe con nói được. Dạ cảm ơn. Dạ, cho con xin phép được đọc câu pháp cú số 339. Dạ, cho con xin bài đi cô Nhật Quỳnh. Alo, cô Nhục Bình ơi, thôi để con kéo xuống này. Dạ, tình sát tí sù tà ma nà bá sa ma nà phú sa và hà vá hàm tí đúc đích trình sàng cấp bà ra gà nít sĩ tà giáp sát chấp tình sát tí sù tà ma na ba sa va na phu sa và hà va hàn tí đúc đích thình sang cấp sang s
Sankappara Ganesita. Câu số 1. Yat sa chat tình sati su ta. Yat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Chát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá tí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường. Ma na ba sa va na phu sa, má là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Ba sa va là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường. Phú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Yat sa mu chát tình sati sô ta ma na ba sa va na phu sa. Câu 3 và câu 4. Và hà va hành ti đúc đi thình sàng cấp bà ra ga nê si ta. Và hà va hành ti đúc đi thình. Và hà là hai trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Hành là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Đúc đi là hai trường âm nhấn. Thình, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sàng cấp. Bà ra gắt mi si ta. Sam là trường âm nhấn. Cáp là trường âm nhấn. Bà ra là hai trường âm đập thông thường. Gá là đoạn âm. Nít là trường âm nhấn. Xí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Và hà vá hành tí đúc đít tình sang cấp bà ra gắt mi si ta. Đọc xin đọc lại 4 câu. Giác xa chất tình giác yasa chat tin sati su ta mana basavana pusa paha vaham ti duk dit tin sang para ganitita yasa chat tin sati su ta mana basavana pusa vaha vaham ti duk dit tin sang kap para ganitita ya kawa 36 dòng ái, trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái, cuốn trôi người tà kiến, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin quý vị xem cho đọc có đúng không? Dạ, cảm ơn quý vị. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin chào quý đạo tràng ạ. Dạ, không có ai đọc, con đọc. Dạ. Câu Phật ngôn 339. Yassa chat tiền sati sô ta mana basavana pusa wa ha wa han ti đút tít thình sàn cấp bà ra ganisita. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Yassa chat tình sati sô ta mana basavana pusa. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chat là trường âm nhấn, tình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường. Mana Pasavana Pusa. Má là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Bá xá vá là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường. Phú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Và hà va hành ti đút tít
thình sàn cắp bà ra ganisita và ha là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đít là trường âm nhấn, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san cắp là hai trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nis là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, con đọc lại bốn câu. Yassachat tình sati so ta mana pasawana pusa và hà và hàn ti đút tít tình sàn cấp bà Raganisita Yassachat tình sati so ta mana basawana pusa và hà và hàn ti đút tít thình ti đút đít thình sàn cấp bà Raganisita. Dạ, bản Việt là 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến, là bản Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ thử. Yassa chatting sati sota manabasa wanapusa vahavan han tiduk diting sankapara ganisita. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Có sai con nhờ đạo tràng sửa giùm. Dạ, cảm ơn. Dạ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 39. Yassa chattin sati so ta mana basawana phusa. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, xô ta là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, bá xá quá là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, xa là trường âm thông thường. Giác xá chát tình sát tí sô tà má nà bá xá quá nà phúc xà và hà quá hành tí đút tích thình sẵn cấp bà ra ganesita. Và hà là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đít là trường âm nhấn, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, cáp là trường âm nhấn, ba ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Hòa hà quá hàn tí đúc tích thình sàn cáp bà raganisita. Yassachat tình sati so ta mana basawana fusa
Và hà quá hành tí đúc tích thình sành cáp bà ra ganesita. Con xin đọc kệ. Con xin đọc kệ. Yasa chatting satisota manapasa wanafusa wahawahan tiduk ditting sankappa praganisita. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic, mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Ký Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư Tăng, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 339, câu 1, câu 2. Giáp xa chát tình xa tí sô ta ma na pa sa va na phu xa. Giáp là trường âm nhấn, giá là giảm âm, chát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá tí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, bá, xá, bá là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Giáp sa chát tình sa tí sô ta ma na pa sa va na phu sa. Câu 3, câu 4. Và hà sa hành tí đút đít thình sanh cáp ba ra ganis tí ta. Sanh và hà là hai trường âm thông thường. Và là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút đít là hai trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sanh cáp là hai trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ba ha ba hành ti đút tít thình sanh cáp ba ra gán ít ti ta. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 339. Giáp sa chát tình sa tí sô ta ma na pa sa va na phu sa. Và hà sa hành tí đút đít thình sanh cáp ba ra gán ít ti ta. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Con xin kệ câu pháp cú 339. Đạt xa chát tinh sa ti sô ta ba na pa sa ba na phu sa ba ha ba han ti đúc đít thình sanh cáp pa ra ga ni si ta. Bản dịch của Hòa Thượng giới Đức. 36 ái hướng dòng bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham, si mê tà kiến thế gian, theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi. Dạ con có sai, con xin đạo tràng sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, xin kính chào các cô tu nữ, xin kính chào đạo tràng. Hôm nay mình sẽ đọc câu pháp cú 339. Yassa chatting sati sota mana passa wana fusa waha wahanti duddithin sankappa aganisita. Xin phân tích hai câu đầu.
Yassa chattin sati sota mana passa wana fusa. Yassa chattin sati sota. Yas nhấn, xá là đoạn âm. Chát là trường âm nhấn. Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa tí là hai đoạn âm. Sota là hai trường âm thông thường. Yassa chattin sati sota. Câu thứ hai. Mana passa wa na fusa. Má là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Passa wa là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường. Phú đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Waha wahanti duditthin sankappa aganisita. Câu 3 là wa là hai trường, waha là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút đít là hai trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4 là sankappa ganisita. Sankap là hai trường âm nhấn, pa là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nis là âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Xin đọc lại câu 339. Yassa chattin sati sota mana passa wana fusa waha wahan tidut dithin sankappa aganisita. Câu dịch theo Hòa Thượng Thích Minh Châu. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Và xin đọc kệ ạ. Yassa chattin sati sota mana passa wana fusa waha waham tiduditthin sankappara ganisita. Dạ xin xuống mấy cả, xin cảm ơn đạo tràng và bất cứ đạo hữu nếu có gì sai thì xin sửa giùm ạ. Alo. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Thà Giá. Con kính lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 339. Yassa chattin sati sota mala passawala da waha wahanti duditthin sankappa jagalissita. Sát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, pát trường âm nhấn, xá là trường âm thông thường, quá là trường âm thông thường. Hai xá quá là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường. Thường cú đoạn âm, xa là trường âm thông thường, qua ha là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút đít là hai trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san cáp là hai trường âm nhấn, pa ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Giáp là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Chát là trường tinh là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường. Đá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, pát là trường âm nhấn, xá quá là hai đoạn âm, la là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, xa là trường âm thông thường,
Va ha là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, út tít là hai trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn cáp là hai trường âm nhấn, ta ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Giác sa chát tình sa ti sô ta ma la pa sa wa la phu sa wa ha wa hàn ti tu ti thình sàn cáp pa ra ga li si ta. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Dạ, con xin xuống mic. Con kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Dạ, mình thật cảm ơn đạo tràng con Phan Văn Nhật Hạ Thiên Vũ và sư thông Kim Dung cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú 339 nha. Câu số 1 và câu số 2. Yassa chattin sati sota mana basa wana fusa. Và câu số 1. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, chas là trường âm nhấn, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa tí là hai đoạn âm, sota là hai trường âm thông thường. Và câu số 2. Má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, bá xá quá là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, xa là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Quà hà quá hành tí đức tí thiên sanh cấp bà ra gán nít si tà. Câu số 3. Quà hà là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đít là hai trường âm nhấn, thin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, cắt là trường âm nhấn, ba ra là hai đoạn âm, gá ba ra là hai trường âm, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, xin đọc lại bốn câu của 339. Yat sa chattin sati sota mana ba sa wana fusa wa ha wa han ti duk titin san kap para ganisita. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Đó là bản chuẩn ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin nhân quỳnh. Anh em tự kể. Dạ xa cha tin xa tí sô ta ma na ba sa hoa na phu sa wa ha wa han ti du din tin san kam ba ra ga ni si ta ya sa cha tin sa ti so ta mana ba sa wa na su fu sa wa ha wa han ti du din tin sẵn cầm ba ra gà niệm si ta. 36 ái hướng dòng bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham, si mê tà kiến thế gian theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi. Đó là bạn chuyển ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, định từ đã đọc xong, phân tích xong, định từ có sai thì
mong đạo tràng sửa lời dùm cho đệ tử. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Kính mời Quân Phan. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ sa thủ xin niệm từ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quỳnh Phan ơi, Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Phan đưa bàn tay mà có chút máy không? Ồ, cầm mic không được hả? Quỳnh Phan đang dùng cái gì? Dùng điện thoại hay là dùng iPad? Hay là dùng laptop? Quỳnh Phan đang dùng cái gì? Cầm mic không được, có thể chát lên được không? Dùng... dùng iPad hay là dùng iPhone thì có điện thoại. Điện thoại mời mời đâu rồi, để Nhật Quỳnh kiếm nè. Dạ, bây giờ thử nha, nếu mà cầm không được nha. Dạ, mời mời Quỳnh Giang Nhất Hà chỉ giùm nha. Nha, Nhật Quỳnh có điện thoại tiếp rồi. Hello, dạ, chị cô anh hình như dùng điện thoại, chắc là thường mình bấm vô cái mic đó, giống như nãy là giơ tay đó, cái hình giống như là cái cây kem đó, thì xong rồi bây giờ nó có một cái bar màu xanh nó hiện lên đó, thì mình nhấn vô cái đó rồi mình đẩy lên để mình lock cái mic đó, thì mình sẽ nói được, thì khi mà nói xong á, cái bo màu xanh á, nó hiện qua màu đỏ để stop talking á, thì mình có thể mình bấm vô cái thanh màu đỏ một lần nữa thì để mình trả mic lại cho đạo tràng. Thì không biết là chị có thử được không, có thể giơ tay lên rồi thử lại nha. Dạ, em thấy đang còn giơ tay đó, có thể thử lại. Dạ, cảm ơn. Dạ, mô Phật, con xin sám hối với sư và đạo tràng. Hồi nãy giờ con cứ làm mọi thường, con cũng làm y vậy đó, mà sau kỳ này con cầm vô nó cứ tuột xuống, cầm vô nó cứ tuột xuống không. Dạ, con xin sám hối. Sau đây con xin đọc bài. Dạ, xin cô Nhật. Dạ, dạ, con thấy bài này. Cảm ơn chị Kim Nhung. Dạ, dạ xá chá tình xá tí sô tà. Má nà bá xá quá nà phú già. Dạ, con xin đọc tiếp câu số 2, câu số 3, câu số 4 ạ. Quá hà quá gành tí đúc khít tình. Sằng cấp bà rà giá nít xí tà. Dạ, con xin phân tích ạ. À, nó cứ nhảy bài ngoại làm ra con cứ vọng cộng. Dạ, con xin phân tích. Giá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chá là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng, xá tí là đoạn âm, xô ta là trường âm thông thường, là hai trường âm thông thường. Má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, xá là đoạn âm,
Quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Dạ. Qua ha là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút ít là hai trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh là trường âm nhấn, khắp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, gas là trường đoạn âm, nis là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc hết nguyên câu lại ạ. Giá xá chá tình xá tí sô tà má na phá xá quá na phú xà hòa hà hành tí đúc kích tình sân cấp bà rá giá nít xí tà. Dạ, con xin đọc 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Dạ, dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con bị rớt mic. Sau đây con xin đọc tiếp. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Do bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Ủa rồi, của Hòa Thượng Giới Đức không có hả cô Nhật Quỳnh? À giờ con kệ hả? Và sa cha tinh sa ti so ta ma na ba sa wa na pu sa wa ha wan hang ti duk kit tinh sang cap ba ra sang cap ba ra ya nit si ta. Dạ, con xin xuống mic mời vị khác à. Dạ, có sai thì xin đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ, con cảm ơn, con kính cảm ơn ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính định để ban ngôi tam bảo, kính định lễ cho đại đức tăng, kính chào các Phật tử, ân cách và đặt cho pháp tứ 339 bước đầu tràn ngang ạ. Giác tha chắc tinh xá tí sô ta má na bát má na bá xá vá na phu sa vá hà vá hằng tí đức đích thinh san cấp ba ra gá mít xí ta. Giác xa chát tinh xá tí sô ta, giác là trường âm nhấn, xa xá là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá tí là đoạn âm, sô ta là trường âm thông thường, ná má là đoạn âm, na
là trường âm thông thường. Bá xá vá là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Phú là đoạn âm. Sa là trường âm thông thường. Và câu 3 và câu, đó là câu 1, câu 2, phân tích câu 3, câu 4. Va sa va han tí đúc đích thinh. Va ha là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Han là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Đúc đích là trường âm nhấn. Thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. San cáp ba. San cáp ba ra cá nít xí ta. San là trường âm nhấn. San cáp là trường âm nhấn. Ba là trường âm thông. Ba ra là trường âm thông thường. Gá là đoạn âm. Nít là trường âm nhấn. Xí là đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Yát xá chát tinh xá tí xô ta. Má na bá xá vá na phú xa. Vá ha vá han tí đúc đích thinh. San cáp pa ra gá nít xí ta. Ba mươi sáu dòng ái cho người đến khả ái. Các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Giờ phúc hạnh, phúc hạnh 36 ái hưởng dòng bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham si mê tà kiến thế gian, theo con thác lũ ngập tràn cuốn đi. Rồi cho phúc hạnh kệ. Và sa cha tín sa ti so ta ma na ba sa va na phu sa va ha va han ti du ti tin san ca pa ra ra ni si ta. Cái sai xin nhờ đạo tràng chỉnh sửa. Rồi xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ, sa thủ. Kính cảm ơn cô Phúc Hạnh rất là nhiều. Dạ, sức khỏe cô không có được ổn mà cô vẫn cầm mic để cho đạo tràng ấm áp mà. Rất tri ân cô rồi. Còn sửa hả? Chỉ có ngài chỉ đức sửa thôi. Nhật Quỳnh học trò không có sửa. Mình còn húng nữa làm sao dám sửa ai. Dạ. Nó mô bích thai dạ. Dạ còn vị nào, còn vị nào chưa đọc nha Nhật Quỳnh. Nãy Nhật Quỳnh có nói rồi. Nhật Quỳnh không có ở trước máy. Nhật Quỳnh chỉ cắm lúc nào Nhật Quỳnh nhảy vô Nhật Quỳnh bớt bài thôi. Thành ra vị nào đọc rồi hoặc vị nào chưa đọc thì Nhật Quỳnh không có biết. Nha, Kim Nhung chưa đọc, mời Kim Nhung nghe. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 339 ạ. Yat sa cha tình sa ti so ta ma na ba sa wa na phu sa wa ha wa han ti du di tình sang ca ba ra ga ni si ta. Yat sa cha tình sa ti so ta ma na ba sa wa na phu sa wa ha wa han ti du di tình sang ca ba ra ga ni si ta. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá, tí là hai đoạn âm, sô, ta là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, na là trường âm thông thường,
bá, xá, quá là ba đoạn âm. Na là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, qua, ha là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút, đít là hai trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng, cát là hai trường âm nhấn, pa, ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Yat sa chat tình sa ti so ta ma na ba sa wa na phu sa wa ha wa han ti đút đít tình sằng cáp bà ra ga ni si ta. Ya sa cha tinh sa ti so ta ma na ba sa wa na phu sa wa ha wa han ti du di tinh sang ka pa ra ga ni si ta. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, dạ con đã đọc xong, đã kể kinh xong ạ. Dạ con xin xuống mic ạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Kim Nhung. Mến chào Hạnh Dung vừa vào đạo tràng. Hạnh Dung ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hạnh Dung ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, Hạnh Dung? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Hạnh Dung nghe phải không? Bây giờ á, hôm nay là ngày Chi Đức bận rồi, nên là ngài đã giảng từ vựng, còn ngài giao rung lợi cho đạo tràng. Nên là Nhật Quỳnh kính mời Hạnh Dung. À, lâu lắm rồi không nghe được giọng của Hạnh Dung. Mời Hạnh Dung lên đọc nguyên một bài rồi phân tích, xong rồi đọc lại, xong rồi kể. Nhật Quỳnh sẽ post từ từ lên nha. Rồi mời Hạnh Dung. Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá, Nam Mô Thăm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con trước hết kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà với cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ lâu lắm rồi con không có vô đạo tràng tại vì mắc bận đi làm. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con xin phép đọc phân tích và kệ câu Phật ngôn số 339. Yassa chattin sati sota mana pasawana pusa waha wahan tidut dikthin sangkappa raganisita. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, chat là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm, sô ta là hai trường âm thông thường, má là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phá xá quá là ba đoạn âm, na là trường âm thông thường, phú xa, phú là trường âm, phú là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, qua hà quá hàn tí đút đít thinh, qua hà là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đít là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang cấp bà ra ganisita, sang là trường âm nhấn,
Cấp là trường âm nhấn, ba là trường âm độc, là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, ra, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Yat sachatin sati so ta mana pasawana puta waha wahan tidut dik thin sang kappa raganistita. Dạ con xin phép đọc lại ạ. Yat sachatin sati so ta mana pasawana puta wa ha wa han ti dut dik thim sang kap ba ra ga ni si ta. Giờ sau đây con xin phép kể ạ. Ya sa cha ting sa ti so ta ma na pa sa wa na fu ta wa ha wa han ti dut dik thim Sankaparaganisita Yassa chating satisota Manapasa wanaputa Wahanti dutting Sankaparaganisita. 36 dòng ái trôi người đến khả ái. Các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến, và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 36 ái thương dòng, bởi do tư tưởng, bởi lòng hỷ tham, si mê tà kiến thế gian, theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Và con đã xong ạ, và con kính cẩn cảm ơn đạo tràng. Con xin phép xuống mít ạ. Sa thú, kính cảm ơn Hạnh Dung. Lâu lắm rồi mới nghe, nhưng mà giọng vẫn tốt, phân tích cũng hay luôn. Dạ, rất là giỏi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Quang Thanh nè, nãy giờ Nhật Quỳnh thấy chạy ra chạy vào rất nhiều lần. Đâu, bữa nay Quang Thanh thử cầm mic phân tích thử có được không? Quang Thanh hôm nay có ở ngay chỗ làm không? Dạ, hiện tại có cầm mic được không Quang Thanh? Alo, niệm từ cũng chạy suốt luôn ha. Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không Quang Thanh? Rồi, làm nữa, tội nghiệp thì thôi. Rồi thôi, làm đi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh, quý vị nào trong đạo tràng chưa đưa tay thì kính mời bằng tay nha quý vị. Tội nghiệp Quang Thanh quá. Sister Man, mời The Man nha. Ông thầy Giang Nhật Hà ơi, có thấy The Man nói gì không? Dạ, nghe rõ, mời bàn tay.
Dạ, hello. Dạ, con có post cái đó không biết có thấy không à? Con, nếu mà thấy cái này là con dùng bằng phone nhưng mà hình như là cũng giống như vậy luôn đó. Rồi nếu mà mấy bạn mà mới vào đạo tràng á, có thể bữa nay thấy có giờ đó có thể bấm thử rồi mình thử phân tích rồi chia sẻ với nhau. Trong đây có cô Kim Nhung rồi có mấy vị vào trước nè, có thể đọc lại một hai lần nữa cho mấy vị mới nghe thì chắc là sẽ cầm mic rồi được hơn. Dạ con kính mời ạ. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà. Nhật Quỳnh mời Quỳnh Giang Nhật Hà chắc cầm mic chỉ cho chích đờ men cầm mic mà nói chắc cái gì ở đầu tràng có thấy Quỳnh Giang Nhật Hà chắc cái gì đâu. Alo, nghe không? Rồi mời. Alo, dạ. Ồ dạ con ghi lên mà chắc là nó không có cho thấy cái cách cầm mic nhưng mà nó không thấy. Dạ thì thường trong trong cái podcast đó ở dưới nó có những cái hình từ phía bên trái qua nó có hình nửa cái giống như hơn nửa vòng tròn thì để mình gửi mấy cái hình mình tặng cho đạo tràng. Rồi cái hình thứ nhì á là có một cái dấu tròn rồi có cái que ở dưới giống hình cái cây kem vậy đó. Rồi cái hình sau đó là cái hình cái camera thì mình bấm vô cái hình giữa là giống như hình cây kem đó là mình sẽ được giơ tay lên xếp hàng để chuẩn bị để là người kế tiếp đó thì mình có thể lúc đó thì nó hiện lên một cái thanh màu xanh trên cái phone của mình. Thì khi mà cái người nào mà đang nói xong á thì người ta trả mic lại cho đạo tràng thì cái thanh đó nó sẽ sáng lên màu xanh thì mình nhấn vào và mình đẩy trượt lên một tí thì nó sẽ khóa cái mic lại thì mình có thể mình đọc. Lúc này mình thấy trên đạo tràng mà có một số vị cho những cái tín hiệu số 1 đó thì có nghĩa là đạo tràng đã nghe rồi thì mình cứ nói thôi. Và sau đó thì mình nhớ. Dạ đúng rồi, đó là cách dùng phone. Tại con dùng phone con không biết là trên computer trên máy tính nó như thế nào nhưng mà hình như là nó có những cái dấu cũng giống như vậy. Là cái dấu mà hình cầm phone đó thì mình cũng bấm vô cái hình cái mic á. Xong rồi nó kêu là join queue là mình xếp hàng đợi và sau đó mình bấm vô nói thì rồi khóa lại. Xong rồi khi mà dùng xong á thì mình có thể mình bấm vô cái nút màu đỏ đó là stop talking là ngừng nói thì nó sẽ trả cái mic lại cho đạo tràng. Tại vì con dùng phone nên con cũng không có biết cái hình computer nó như thế nào cho nên chắc mời mời cô chú thử lại thử coi.
Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh chỉ thấy cái bàn tay của Sister Man thôi. Đại Man có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, nghe phải không? Nhật Quỳnh nói cho Đại Man nghe nè. Dạ, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Đại Man dùng cái máy bàn thì nó có tín hiệu giống như Nhật Quỳnh nói không nghe? Tại vì Nhật Quỳnh không có dùng máy bàn mà Nhật Quỳnh dùng laptop. Nên Nhật Quỳnh nghĩ chắc nó cũng giống một chút về máy bàn. Thì Đài Man nhìn cuối cái bảng room, cái bảng mà cái room mình á. Thì từ ở bên tay trái, mình nhìn bên tay phải, mình nhìn qua bên tay trái và cuối bảng room đó. Thì phải mà Đài Man thấy được một cái bàn tay không? Là cái thứ nhất ở bên tay phải nha. Ở bên thứ nhất là một cái bàn tay. Mà rồi kế bên cái bàn tay đó thì nó có một cái bảng. Có một cái bảng thì nó có cái mirror. Nó để là login đó. À, không biết tiếng Việt là gì nhưng mình không có rành. Dạ thì coi như là nếu mà đúng như vậy, đúng giống như vậy á. Rồi Nhật Quỳnh kể tiếp. Dạ kế một bên nữa là có một cái mirror. Nếu mà mình cầm á, mình nói á thì lúc mình cầm mic mình nói nó sẽ chớp 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 cái đó thì là người ta nghe được. Mà Nhật Quỳnh lúc nãy á, Nhật Quỳnh thấy The Man cầm mic nhưng mà nói không nghe được thì có thể là The Man đã bấm nhầm vô một cái mirror này ha. Mới đầu là chỗ mình để cầm mic phải không, rồi tới một cái loa mình nói thì nó chớp, tới một cái loa nữa, cái loa thứ hai nữa là của bên người khác người ta nói, rồi cái tết lo có một cái lo thứ ba nữa, cái cuối cùng á là nó nằm ở gốc ở tay trái, sát tay trái, có thể là The Man đã bấm nhiêu đó rồi nên nó là coi như là người ta không nghe được, mặc dù The Man có cầm mic người ta cũng không nghe được. Nếu mà đúng như vậy thì The Man để cái con chuột vào đó, The Man nhấp một cái thả nó ra. Cái thứ hai nữa đó là The Man coi lại cái chỗ mà cái lo mà thứ nhất á, ba cái lo hàng kế nhau, cái lo thứ nhất đó thì đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo đạo tràng còn nghe không? Cô Phúc Hạnh nói hết nghe. Dạ cảm ơn đạo tràng. Thì có thể là The Man đã một là kéo sát xuống thì The Man đưa cái mũi tên vô đó. The Man có thể nhìn coi nó ở con số mấy. Nếu mà nó ở con số ở sát cùng thì là The Man lấy cái mũi tên kéo nó lên khoảng chừng khoảng 450, tức là khoảng giữa cái thanh đó thì đạo tràng sẽ nghe được đó. The Man làm thử coi nha. Nam Mô Bụt Tha. Dạ vậy là bên máy của The Man có vấn đề rồi, chỉ có cái người ở gần đó thì chạy vào mới sửa cái máy được của The Man thôi. Dạ không phải hư đâu, không có hư đâu, do trục trặc mấy cái loa thôi á, do mình bấm cái chỗ nào đó hoặc là phía trong chút nữa nha. Nhưng mà ở giờ tại vì Nhật Quỳnh không có cái dùng cái
mấy bạn nên Nhật Quỳnh không có rành lắm. Còn ở laptop thì Nhật Quỳnh có thể biết được chút chút, dạ, nhưng mà biết với cái banh thóc cũ, chứ còn banh thóc mới Nhật Quỳnh cũng bỏ tay luôn. Dạ, Nhật Quỳnh không có dám tải cái banh thóc mới về, Quỳnh dành dùng banh thóc cũ. Dạ, con kính bạch Thượng Tọa Thanh Tâm. Dạ, hôm nay Ngài Chí Đức là có việc tăng sự ở chùa, nên Ngài giao rung cho con. Bây giờ con đã thấy sư vào rồi. Dạ, con xin bớt cái bài học ngày hôm nay lên. Con xin phép được đọc trước. Tại nãy giờ con nhiều chuyện con chưa có đọc. Dạ, con xin đọc trước rồi con cũng thỉnh sư. Sư đọc và sư có thể... thôi, hết giờ rồi. Còn có ít thôi, con cung thỉnh sư ạ. Con sẽ không đọc, con cung thỉnh sư đọc bài và sư cho chúng con một chút chia sẻ về cái bài pháp cứu ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Dạ, mô Phật, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Trước hết con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô, kính chào quý Phật tử. Sư đến với lớp học là để thăm sư Trí Đức và thăm đạo tràng, nhưng mà không có ngài ở đây. Rồi bây giờ sư xin đọc bài bài 339 kinh Pháp Cứu Giá Xá Chát Tinh Sa Tí Sô Ta Mana Pasawana Phu Sa Wa 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 Hành Tí Đúc Tí Thinh Sang Kappa Raganisita Yasa Chát Tinh Sa Tí Sô Ta Mana Pasawana Phu Sa Wa Hà Wa Hành Tí Đúc Đích Thình Sàng Cấp Bà Rà Gà Nít Sĩ Tà Giá Sá Chát Tình Sá Tí Sô Tà Ma Nà Vá Sá Qua Nà Phù Sà Qua Hà Qua Hành Tí Đúc Đích Thình Sàng Cấp Bà Rà Gà Nít Sà À Nà Gà Nít Sĩ Tà 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Dạ, mô Phật. Dạ, kính thưa quý vị, theo lời yêu cầu của cô Nhật Quỳnh thì sư xin chia sẻ vài ý về bài học hôm nay. Phải vậy không cô Nhật Quỳnh? Ý cô muốn sư chia sẻ vài ý phải không? Thật ra cái bài này nó khó lắm đó quý vị, rất là thâm sâu. Mình nếu mà mình chia sẻ hoặc là mình giảng về theo cái ý, cái hiểu biết thông thường của mình đó, thì không có giảng nổi đâu. Tại vì cái ái á, nó sâu sắc lắm quý vị. Với cái trí tuệ của Đức Phật Ngài mới diễn giải nổi. Thiệt ra cũng khó đó. Nhưng mà sư cũng nói, sư cố gắng sư chia sẻ vài cái ý, vài cái sự hiểu biết nông cạn của sư thôi nha. Quý vị có thể tìm hiểu thêm nơi các vị pháp sư khác. Ở đây đó mình thấy 36 dòng ái, tức là ái lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục ái, phải không? Ái trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai. Rồi trôi người đến khả ái. Đó, con người ta cứ sanh tử luân hồi mãi trong nhiều đời nhiều kiếp, lúc cõi người, lúc cõi trời, lúc là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, cứ bị tham ái này nè, nó làm cho mình sanh tử luân hồi. Các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Đó, làm sao mà không có tư tưởng tham ái được?
khi mình sống trong đời này, khi mình có cái thân ngũ uẩn này, có tham ái là do tà kiến, tham ái, tham tà kiến ngã mạn, ba cái nó đi chung. Thưa quý vị, cái bài này nó có cái tích truyện, cái tích truyện cũng rất là thâm thúy, rất là thâm sâu. Chứ mình không hiểu nổi đâu, mình không thấy nổi đâu, chỉ có Đức Phật hoặc là những vị A-la-hán à. Khi Phật nói á, Phật giảng á, thì các vị A-la-hán mới hiểu nổi. Mình thì mình hiểu theo cái ý tầm thường của mình thôi, cái ý theo thế gian này thôi. Thì câu chuyện nó như thế này, quý vị, xin nhớ là trong thời Đức Phật á, Đức Phật và Chư Tăng đi trì bình khất thực. Thì trên đường đi khất thực về đó, thì Đức Phật thấy một con heo nái. Con heo nó ủi cái gốc cây á, nó ủi đất. Thì Đức Phật mỉm cười. Đức Phật nhìn con heo và Đức Phật mỉm cười. Không ai biết hết á, chỉ có thị giả của Ngài là Ngài A Nan đó, thấy Đức Phật cười. Cười một cách rất là thâm thúy. Khi mà về tới chùa, xong xuôi, tức là dùng cơm xong rồi nghỉ ngơi, lúc mà rảnh rỗi đó, thì Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật: Bạch Ngài, hồi sáng con thấy Ngài nhìn con heo mà Ngài cười, không biết có ý gì? Thì Đức Phật mới kể cho Chư Tăng, cho A Nan nghe là trong thời xa xưa đó, tức là vị Phật mà trước thời Đức Phật nữa kìa, Đức Phật Thích Ca đó, quý vị nhớ trong đời này đó là có năm vị Phật ha. Đức Phật là Ngài là vị thứ tư đó. Thì trước Ngài, trước Phật Thích Ca đó là Phật Câu Lưu Tôn. Quý vị biết từ thời Đức Phật Câu Lưu Tôn mà đến thời Đức Phật Thích Ca nó là rất là xa, rất là xa. Thì Ngài kể là cái con heo này đó là trong cái thời Phật Câu Lưu Tôn á, bắt đầu từ trong cái thời đó, lúc đó nó là con gà, nó ở gần chùa á, con gà này đó. Nó có cái tâm lại thích nghe kinh, nó ăn ở trong chùa, nó nghe kinh. Rồi nhờ cái phước nghe kinh đó, khi nó chết đó, nó tái sanh làm một công chúa, sanh ra trong một cái gia đình đó, rồi có sắc đẹp, mà đại khái vậy đó, là được làm công chúa. Mà công nhờ cái phước mà nó nghe kinh đó, nó đi qua cái kiếp sau đó quý vị. Vì thấy cái phước của cái sự nghe kinh nó dễ sợ không? Khi mà hết cái kiếp sống của con gà rồi, được tái sanh vô trong triều đình ha, được làm công chúa, mà cái nhân mà được nghe kinh đó, nó đẩy, nó xúi cô công chúa này đó là vẫn đi chùa nghe pháp của các vị tỳ kheo đó. Thì cổ là người hiểu pháp. Thì có một lần cổ đi nhà xí đó, đi cầu đó, thì thời xa xưa là người ta đi ở ngoài cái cầu mà ở nhà quê mình đó quý vị, như đào cái hố lên là bắt cái cây trụ ngang qua rồi ngồi đi cầu á, thì có ngồi có quán, có thấy phân rồi những con dòi nó sống trong đó đó quý vị. Rồi cái tại vì có người hiểu kinh mà, hay cũng quán là cái thân của cổ một ngày nào đó mình chết đi, nếu mà người ta quăng cái thân này trên đất á, thì dòi nó cũng đục giống như vậy đó, dễ sợ gì đó. Nhờ cổ quán như vậy đó, rồi cổ muốn bỏ bớt tham ái, bỏ bớt thôi, rồi cổ được sanh về cõi trời, cổ được sanh về cõi trời.
Chứ còn nhớ là hình như là cổ sanh và cổ trời Phạm Thiên thì phải. Không gì biết cổ trời Phạm Thiên là sống lâu lắm á. Tại vì nổi cái cõi trời mà tứ đại thiên vương không á, là một ngày ở đó bằng 50 năm cõi người ha. Cõi trời mà tam thập tam thiên á, là một ngày ở đó bằng 100 năm cõi người. À, và cõi trời Dạ Ma là một ngày ở đó bằng 200 năm cõi người. Cõi trời Đâu Xuất à, một ngày ở đó đó bằng 800 năm cõi người. À, rồi cõi trời Hóa Lạc Thiên à, một ngày ở đó bằng 1600 năm của người. Chứ lặp lại nó có 6 cõi trời dục giới ha. Tứ đại thiên vương, cõi trời Dạ Ma à, xin lỗi, cõi trời tam thập tam thiên, cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Hóa Lạc Thiên, rồi cõi trời Phạm Thiên. Đó thì cõi trời Phạm Thiên một ngày ở trên đó bằng 1600 năm ở cõi người. Cổ sống ở trên cõi trời Phạm Thiên á, à, cho đến cái thời Đức Phật á, mà cổ tái sanh lại làm con heo đó quý vị, thấy dễ sợ không? Một vị trời ở Phạm Thiên, cõi trời Phạm Thiên là sống rất là lâu phải không? Hưởng phước dữ lắm, sống lâu có khi đến độ mà đời là vô thường mà họ nghĩ ra đời là thường luôn á. Sống lâu quá nó sinh ra cái tà kiến, nó cho đời là thường quý vị. Nội cái đời này của mình không á, mình sống ở cõi người này á, có mấy chục năm nay á, mà quý vị nhớ hồi những lúc mình còn trẻ á, mình cho đời là thường, phải không? Đời là thường, mình cứ trẻ hoài, mình ăn chơi hoài như vậy, cho là thường, mình không lo tu tập gì hết á. Hồi đó sư còn trẻ, sư nghĩ ngây thơ lắm. Mình không có bệnh đâu, mà có bệnh cũng chữa trị được à. Nếu mình bệnh á, thì mình đi bác sĩ, mình uống thuốc vài ngày là hết. Nghỉ ngay thôi gì đó. Rồi nếu mà cái bệnh mà uống thuốc tây không hết thì uống thuốc bắc nha. Uống thuốc bắc là nó trị tận gốc luôn, uống vài tháng là hết bệnh. Nghỉ ngay thôi gì đó, cho đời là thường. Tới bây giờ tu tập lâu năm á, thì mình mới thấy là vô thường. Nhưng mà thấy ở cái mức độ nông cạn thôi, chứ không có sâu đâu. Thì cái câu chuyện này đó của cái công chúa này nè, có được phước có sống của trời Phạm Thiên á, mà khi mà hết phước á, vì quý vị biết chúng sanh mình á nha, trong tâm của mình á, có khi thiện và có khi bất thiện. Mình đừng tưởng rằng có những cái tâm bất thiện nó không có. Lúc nào nó cũng có hết quý vị, chẳng qua đó là tham sân si lúc nào nó cũng phủ mình hết á, tại vì mình quá si mê đi, mình không có biết. Mình như bây giờ nè, mình si, mình tham sân si ngủ ngầm mà mình không biết, khổ mà mình cho là vui. Để coi mình đi chơi, đi coi cảnh, đi ăn đi uống, toàn là tham sân si ngủ ngầm không mà mình không biết. Tại cái niềm vui của đời mà, khi mình đi mua đồ, mua áo đẹp, mua đồ đẹp, mua giày dép, mua dầu thơm như ý, mình thấy là vui, nhưng mà thật ra ngủ ngầm ở đó là tham không mà quý vị. Cái này để cho các vị cao tăng, những vị mà dạy rồi vi diệu pháp thì mình mới thấy rõ là mình sống trong tham sân si không ạ. Thì cái cô công chúa này cũng vậy đó, trong tâm, trong cái pavanga đó, pavanga là cái tâm ngủ ngầm của chúng sanh mình á, nó lẫn lộn ở trong mắt, có khi thiện có khi bất thiện quý vị. Có khi thiện á thì được làm người có phước ha, có khi thiện á được rèn những cõi trời, sống đầy đủ như ý vui vẻ. Nhưng mà khi nó bất thiện á, nó sanh khởi chết với cái tâm bất thiện á, từ cõi trời mà cổ sanh xuống làm con heo đó quý vị, dễ sợ gì đó. Cho nên nói tới cái ái dục là nó ghê lắm. Dục ái, hữu ái và phi hữu ái bắt đầu từ vô minh ha, tham tà kiến ngã mạn. Nếu mà mình ngồi mình suy gẫm sợ lắm quý vị, sợ sanh tử luân hồi lắm. Nếu mà cái tâm khi mình chết và mình chết với cái tâm bất thiện á, nó sanh làm thú hay là nó sanh vô làm ma quỷ,
nghĩ ớn quá à. Mình nếu mà quý vị coi cái phim mà thế giới loài vật rồi đó, mình thấy con thú này nó ăn con thú kia thấy sợ quá quý vị. Nhưng mà sanh tử luân hồi mà, nhân quả mà, phải trả thôi, rất rất là dễ sợ. Rất là dễ sợ. Thì cái câu chuyện này đó thì Đức Phật kể cho ngài Ananda và tỳ kheo nói về con heo đó, vì cái ái, vì tham ái cho nên đó, trong nhiều đời nhiều kiếp của con heo này đó, có khi nó là thú ha, có khi làm con gà, có khi nó làm người, có khi nó làm công chúa, có khi nó làm trời. Nhưng mà trời mà hết phước á, nó vẫn tái sanh ra là làm con heo. Dễ sợ gì đó. Cho nên phải tu làm sao để mà diệt trừ cái ái này nè. Không có dễ đâu. Tại Đức Phật nói, tham ái sanh ra lo âu, tham ái sanh ra sợ hãi. Ai dứt khỏi tham ái, không lo âu, không sợ hãi. Thì ái là gì? Ái là sự thương mến, rồi dính mắc. Nếu như mình thương mến quê hương thương mến gia đình tôi, thương mến con cháu tôi thương mến cái thân của tôi thương mến cái gì thuộc về của tôi, mình ái vô đó, chính vì cái ái đó đó, khi mà mình chết đó, mình cứ bị sanh tử luân hồi hoài à. Vì nhớ không, có vị tỳ khưu, có vị sư đó, ông chết đó, mình mà trước khi chết ông cứ thương tiếc cái bộ y mới người ta mới dâng cho ông á, khi ông chết cái ông tái sanh làm con rạp. Trời, sợ quá phải không quý vị? Sợ quá. Nếu mà mình suy nghĩ kỹ mình sợ lắm. Tại sao? Tại vì mình ái đủ thứ á. Được, quý vị nhìn trong phòng của quý vị coi, cái giường của tôi nè, cái cặp táp của tôi nè, vở của tôi nè, cái máy của tôi, computer của tôi, rồi nghĩ xa hơn chút là con tôi, cháu tôi, ôi cha, ai mà đụng tới cái của tôi nghĩa là tôi giận liền, tôi buồn liền. Nghĩ sợ lắm quý vị ơi. Mà nếu mà mình nói tu mà rốt ráo như Đức Phật dạy đó, đi vô rừng sâu, tam y bình bát, ngày ngày đi trì bình khất thực, mình làm không có nổi quý vị, không có nổi. Thời tiết ở đây mấy chục độ là nó nóng, chịu không nổi, không có mấy quạt, không mấy lạnh, chịu không nổi, sân si tùm lum, ớn quá. Thời gian cũng là 7:26 mà câu chuyện này nó rất là hay mà nó rất là dài. Nói tóm lại thì bây giờ mình phải cố gắng thôi, mình tu. Nó có cái bài kinh vô ngã tướng đó, đây không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đọc thuộc cái câu đó đi nghe quý vị. Cái thân này, cái là ngũ uẩn này đó, ngũ uẩn này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đọc mỗi ngày để cho nó thấm vô trong tâm á, thì nó bớt đi cái ái, ái dục, bớt người nào bớt được được ít thì người đó khỏe ít, người nào bớt được nhiều thì người đó khỏe nhiều ha. Thì thưa quý vị, câu chuyện này rất là hay, nhưng mà 7:27 rồi, khoảng cô Nhật Quỳnh hình như 7:30 là hết phải không? Thì sư xin gửi mic lại cho đạo tràng nha. Ước mong quý vị được an vui, khỏe mạnh và tu hành tinh tấn, nhớ học thuộc cái bài kinh vô ngã tướng. Rồi xin gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Kính chào quý vị. Mong quý vị có gì sai quý vị từ bi hỷ xả nha. Mô Phật. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm rất là nhiều. Và mặc dù một bài pháp rất là ngắn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa cho chúng con tu tập, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và con xin thay mặt đạo tràng mong sư thường xuyên ghé lại thăm ngài Trí Đức cũng như thăm đạo tràng chúng con, để cho chúng con có thể nghe được những bài pháp như vậy để chúng con tu tập, chứ không thì thật sự mà nói là nghe khủng khiếp. Từ thời Đức Phật quá khứ mà đến Đức Phật nhà Gautama là không biết bao nhiêu triệu năm mà mình luân hồi như vậy. Con nghe sư nói thì con cũng nghĩ chúng con đây, nhất là con thì cũng nhỏ vậy,
từng làm gà, làm chó, làm mèo gì đủ thứ chuyện hết rồi. Rồi bây giờ làm người thì đã cũng không có đủ trí tuệ để mà học hành cho đúng đúng mà. Đợi tới khi mà già lão rồi thì già lão rồi thì mới giỏi gì, cái này là sự thật chứ giỏi gì của Kim Nhật Quỳnh không hề thấy giỏi chút nào hết. Đây là sự thật, tại mình không dám nhìn sự thật thôi, chứ còn đâu sư đâu có giỏi, không có giỏi đâu. Mình chết chắc luôn, bởi vì Nhật Quỳnh thường nghe quý sư giảng nè, mình chết chắc luôn. Giờ này mình cứ đối ngày cái này của tôi, cái kia của tôi, rồi tôi đọc hay, tôi học nhiều, tôi học này học kia, học bao nhiêu, giống như ngài nói đó. Dạ, giống như có nhiều vị nói đó, là hả, mình thuộc lòng tâm tạng, mà nếu mà không có đắc được đạo quả thì bỏ cái thân này rồi chưa chắc. Dạ, chưa chắc. Còn tại ngoài giảng, thậm chí mà thuộc lòng tâm tạng cũng chưa xong. Dạ, cũng chưa xong nếu mình không đắc đạo quả. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm rất là nhiều, và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức. Dù rất là bận mưu, ngài cũng vào cho chúng con học được bài học ngày hôm nay. Mà dạ, duyên sự này thì con biết rằng nó tới còn nhiều câu lắm nha, còn nhiều câu lắm, giống như là thượng tọa Thanh Tâm nói lúc nãy vậy, cái duyên sự đó nó là nhiều, coi như là từ đời Phật quá khứ đến bây giờ. Mà một điều quan hệ nhất con nghe sư nói là quan hệ nhất, mình bây giờ mình đọc Bali đi, mình không hiểu thì giống như cái con gà đó thôi. Dạ, con gà chỉ nghe em biết đây là lời pháp, nó chỉ chú tâm nó nghe thôi, mà nó đã là bỏ cái kiếp con gà là nó được làm công chúa rồi. Nên mình cố học nha quý vị, cố học Bali đi, rồi mình nếu mà mình đủ duyên thì qua đời sao mà mình nghe được tiếng của Đức Phật là mình có thể, dạ mình có thể quay đầu trở lại để mà mình học. Nếu mà mình không có phải ở trong đường bốn đường ác đạo. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, chúng con thành kính dâng vào phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, thành tâm dâng đến tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng vào phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới, và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Kỳ Viên, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức phát thể kinh an, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ban át sát bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ban át sát bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ban át sát bát cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo năm truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo,
thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Thamma Giá. Nam mô Sangkha Giá. Và con xin đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng, và con xin được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh châu báo, và sau đó chúng con xin phép được khép cửa râm. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin phép đọc được kinh Ratana Sutta. Yani thabhuta ni samagata ni kumma ni vaja ni vanta likhe sape vaputa sumana bhavanto atho visaka ca sunantu pasitam tahi puta ni sametha sape metam karo thamanusiya vaca yadi vacharato chaharanti ye palinta tasmahine rakkata tamata yankin chivetan itava hudang vasake suvayan ratanang vanitang nano samangati tathagate nairam vibhute ratanang vanitang etena sachena suvati motukhayang viragang amatang vanitang yada chagasa chamuni samahito natena thammena samati kinchidam vithamme ratanang vanitang etena sachena suvati hotu yambuttasetho varivarnayi suchir samati manan tarikanyamahu samati nate nasammo navichati idam vithamme ratanang vanitang etena sachena suvati hotu ye pukkala atasatam basatha chatariyetani yugani hantite dakhineya sugata sasavaka ete sudinnani mahapala naidam vidanghe ratanang vanitam etena sachena suvati hotu ye sopajota manasadanghe nanikamino gotamasasanamite bhati bhata amatang vigai halatha muthani puting punchamana idam visanghe ratanang vanitam etena sachena suvati hotu yathin dakhilo mathavinsito siyachato pivate piasambakam biyo tatho pamang sapuri sangvadami yo hariya sachani niyavya chapasati idam visanghe ratanang vanitam etena sachena suvati hotu ये आर्यसाचारि विपावयान्ति रम्भेदभैन्ये न सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्तु पुषापमाता न ते पवङ्गातममादियान्ति रम्भिसङ्खेरतनं वनीतम् एतेन सच्येन सुवाति होतु सह वासदात् සනසම්බදා යතයා සුධම්මා චහිතා පහුවන්ති සාකා යදීති විචිකේ චිතං ජසීලා පතං වාපි යදාති කිංචි චතුත් චතුහ බාජේ චවේ පමුවතෝ චචාපෙත්තානාම්යපපෝකාතුම් විඩම්දි සංහනං පනීතං එතේන සච්චේන සුවාති හෝතු කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති බාපකං කායේන වාචා චුදචේතස් තසාවාපපෝසෝතා සම්පතේ චදාපපතාදීස බදාසවෝතා ඉදම් විසංඛේරතනං පනීතං එතේන සච්චේන සුවාති හෝ වනබගුම්බේ යථාපෝස සිකේ හිල්හාලමාසේ මතමස්මිංගිම් හේ තතුූපමන් හම්මවරං අදේ සයිනේ පානගාමෙන් පරමන්
ita jay dam bi buddhe ratanang bani tang ete na sacce na suvati ho tu varo karang yung varado varahado anuttaro thamna varang ade sayi dam bi buddhe ratanang bani tang ete na sacce na suvati ho tu hinang puranang Nawang nati sampawang warat cita yatike bawasning dehi nabija awirun awirun chanda nipanti thida yathayam badi boidam visanghe datanang banitang ete na sacce na suvati hotu yani taputa ni samagata nipumma niwaya niwantalikhe Tathagatam deva manu sabuchitam bodham namasama suvatiho tujani thakutani samagatani pummani vaja ivantalikhe tathagatam deva manu sabuchitam bodham namasama suvatiho tujani thakutani samagatani pummani vaja ivantalikhe Tathagatam deva manu sapuchitam sangham namasama suvatiho tu.